Ui, bây giờ tôi mới phát hiện ra là cái dầu gội khô của cái hãng này có bản mini mọi người ạ. Trước giờ tôi tưởng là có mỗi cái chai to không nên tôi không có thích vì không mang đi đâu được. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại mò vào xem thấy có bản bé thì mua luôn. Đây các bà ơi nhìn đi, bản này là 50ml, cực kỳ nhỏ xinh luôn. Cái chai xanh tôi đang cầm đây là mùi hương hoa anh đào, rất là thơm và nhẹ nhàng. Mọi người cứ xịt thẳng vào cái phần tóc bết và massage cho đến khi hết cái bụi trắng kia là được, nhanh lắm. Còn cái chai màu hồng này thì cũng thơm nhưng mà mùi nhẹ hơn. Nhưng mà tóm lại là không lưu hương được lâu đâu. Nào tôi cũng phải thủ sẵn mấy cái em này để chống cháy luôn ý.